Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 3 năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 656 về việc thành lập thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2019. Để có được kết quả này, Mỹ Hào đã thực hiện tốt chủ trương thu hút đầu tư và chương trình phát triển đô thị. Thời điểm mới tái lập năm 1999, nền công nghiệp của Mỹ Hào còn rất nhỏ bé. Đến nay, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã có 6 khu công nghiệp đang hoạt động và đang hình thành với trên 230 dự án. Đã có 150 dự án đang hoạt động tạo việc làm ổn định, thu nhập khá cho trên 2 vạn lao động trong và ngoài tỉnh. Điểm nổi bật ở Mỹ Hào là dù phải giải phóng diện tích đất nông nghiệp lớn khoảng trên 1.200 ha, trong đó hơn 800 ha phục vụ cho các dự án phát triển công nghiệp và 400 ha phục vụ các dự án phát triển đô thị. Song nhân dân rất đồng thuận, không để xảy ra điểm nóng về giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Từ năm 2015 trở lại đây, thì chúng tôi như vậy là tiếp tục tập trung lãnh đạo nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó ưu tiên tới cái việc mà đón các dự án giải phóng mặt bằng để thực hiện chương trình đô thị hóa. Qua cái việc tuyên truyền vận động thì đối với người dân cũng đồng tình nhất trí rất là cao, ủng hộ cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Trong quá trình triển khai dự án thì tập đoàn Phát được nhận được sự hỗ trợ rất là tích cực của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã cùng các bộ phận chuyên môn trong công tác giải phóng mặt bằng và triển khai các thủ tục về đầu tư. Chúng tôi hiện nay đang tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh triển khai cái công tác hạ tầng của khu đô thị để sớm đưa cái khu đô thị đưa vào hoạt động, góp phần vào trong cái việc phát triển cái thị xã Mỹ Hào. Sau 20 năm tái lập, cơ cấu kinh tế của Mỹ Hào đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ. Nông nghiệp chỉ còn 3,1%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng nhanh đạt 64,7%, thương mại dịch vụ 32,2%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 75 triệu đồng một người một năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt gần 1.300 tỷ đồng, tăng 294 lần so với thời điểm năm 1999. Cùng với thu hút đầu tư, Mỹ Hào đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển đô thị, cũng như các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch kèm theo. Nhờ đó, Mỹ Hào đã trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên và thị xã mới đầu tiên của tỉnh. Thách thức lớn nhất với Mỹ Hào này là chuyển đổi từ mô hình hoạt động của chính quyền nông thôn sang chính quyền đô thị. Cái này đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ phải có cái nhận thức và chuyển biến về cái lề nếp, phương thức và cái công tác thực hiện, thực thi nhiệm vụ và công vụ của mình để phục vụ cho nhân dân, cho doanh nghiệp và nó được tốt hơn. Và cái thứ hai là chuyển sang đô thị thì phải làm cho chuyển đổi cái nhận thức của người dân về sống ở các cái khu đô thị, phải tập trung làm thật tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị để giải quyết thật tốt cái mối quan hệ làm việc của các cấp chính quyền từ thị xã đến các phường, xã để cho làm sao tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân cũng như doanh nghiệp. Theo nghị quyết số 656 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, thị xã Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên được thành lập trên cơ sở toàn bộ hiện trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Mỹ Hào. Thành lập 7 phường bao gồm Bạch Sam, Bần Yên Nhân, Dị Sử, Minh Đức, Nhân Hòa, Phan Đình Phùng và Phùng Trí Kiên. Việc thành lập thị xã Mỹ Hào sẽ phát huy được tiềm năng thế mạnh và các nguồn lực của địa phương, tạo cơ hội và động lực cho sự phát triển lâu dài.